Các bạn đến với kênh Nhà Đẹp IT. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua bộ dàn giáo của cái ngôi nhà mình, ngôi nhà hiện tại, ngôi nhà hộp với mặt tiền rộng 9m50 và chiều sâu là 10m50. Đây, có thể các bạn nhìn qua diện tích ngôi nhà. Đấy, bây giờ đang vào phần hoàn thiện chát trong rồi ạ. Đây, mọi người thể nhìn thấy, bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà để cho các bạn thấy cái bộ dàn giáo của ngôi nhà mình hiện tại đang làm. Nhà mình thì đổ cũng được tầm 15 ngày rồi và tầm 5-6 ngày nữa sẽ dỡ dàn giáo. Đây, mình sẽ quay từ dưới quay lên cho các bạn thấy bộ dàn giáo bằng sắt chứ không bằng tre như ngày xưa nữa. Đấy, các bạn thấy nhìn tấm sắt tôn bên trên phẳng đét. Còn đây là những bộ bàn giáo đóng khuôn rất là chắc chắn. Đây, mình sẽ đứng ở đây phía cầu thang nhà mình thì mình sẽ cho các bạn thấy này. Đây, các bạn thấy nhìn này, những bộ dàn giáo này được kết nối với nhau. Đây, mình sẽ vào buồng ngủ này. Đây, phía buồng ngủ của mình này. Các bạn thể thấy những kết nối những dàn giáo bằng những cái thanh sắt ngang này được chống này rất là chắc chắn. Đây, các bên phía trên họ dùng một thanh ngang này để đỡ những tấm tôn nên nó rất là phẳng, trần rất là phẳng. Trên tấm tôn sẽ lót một lớp bạc để khi dỡ giáo thì sẽ dỡ tôn. Đấy, mọi người nhìn, một trong phòng khách phòng ngủ của mình, phòng này 12m2 này, còn phòng bên là 16-17m2 này. Đấy, một phòng nhỏ này mà những bộ dàn giáo này mọi người nhìn thấy nó nhiều không, được lợp tôn rất là chắc chắn. Đấy, mọi người nhìn dùng cho mọi người xem. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn này. Đấy, không như dàn giáo tre ngày xưa nhiều ống mà lại không được phẳng mà không được chắc chắn nha. Mọi người nhìn đấy, vô cùng chắc chắn luôn. Đấy, đây một dầm này, một dầm này, hai dầm, nhìn bộ dàn giáo rất chắc chắn mọi người. Thì sơ qua cái bộ dàn giáo này thì người ta sẽ có một ở dưới là một khớp gen và trên cùng kia một khớp gen. Khi nào mà muốn để cho vừa độ cái đủ bằng đét của trần thì họ sẽ xoay cái này. Đây, mọi người đấy, họ thể xoay cái tấm gen này, nước này cho nó bằng. Đấy, thì ở dưới này sẽ có một hộp để dùng viên gạch nâng lên để tránh bị lún cái mép này xuống, mép này mỏng tránh lún xuống thì họ sẽ dùng viên gạch ở trên. Đấy, còn đây là phía cầu thang này mọi người. Đấy, dưới dầm cầu thang thì sẽ là cũng là họ dùng sắt mọi người nhá. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy dùng hết bằng sắt, dầm be bằng sắt hết. Hiện tại thì be nhà mình họ đã dỡ rồi, được mấy hôm họ đi công trình khác thì họ dỡ be, còn phần cua này thì sẽ dùng cót mọi người nhá. Đấy, đây thì hiện tại nhà mình thì bây giờ mình mới làm một tầng thôi và đang xây tùm để chờ tầng 2 vì kinh tế chưa có. Đây, đây đang lên tầng 2 cho mọi người xem. Đây, nhà mình quay hướng tây nam, bây giờ đang là hướng tây, còn đây là hướng nam mặt trời đó. Đây, mọi người nhìn thấy họ ở đây mới đầu là họ làm be bằng sắt luôn nhá, nhưng bây giờ họ giữ be để chát ngoài hết rồi. Nhà mình hoàn thiện chát ngoài xong hết rồi. Đấy, đang chuẩn bị đi vào chát trong. Chỗ này sẽ nhà vệ sinh chờ tầng 2 mọi người nhá. Mọi nhìn thấy như thế, nhà mình rộng 120m2 tính cả sảnh nhá. Đấy, vô cùng rộng, cũng rất là muốn lên hai tầng một lèo luôn nhưng mà kinh tế không có thì hiện tại mình làm tầng 1. Đấy, mọi người thấy đây cầu thang thì mình cao 3m9 nhá, cao 3m9 mà mình tính là làm 25 bậc cho nó thấp, nhưng mà nhiều người khuyên 23 bậc nhưng mà 23 bậc không vào phong thủy, không vào chữ sinh, thì mình làm 21 bậc hơi cao một chút. Bậc này của mình là cao 18/5 là 21 bậc. Mọi người nhìn thấy để cho cái độ cua bậc chéo này là 4 bậc, 1 2 3 4 bậc, nó rộng thì mình làm 21 bậc đi lại rất thoải mái. Đây, rồi nhìn thấy be gỗ be sắt rất là chắc chắn. Đấy, toàn bộ dàn giáo mọi người rất là chắc chắn luôn. Đấy, thì mọi người nếu thấy video này của mình hay hoặc hữu ích, có thể đem lại những kiến thức cho mọi người thì cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có động lực làm tất cả về những hướng dẫn
từ A đến Z ngôi nhà của mình mọi người nhé. Đấy, hôm nào mình sẽ khi mà dỡ hết cốt pha mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết về những ổ cắm, cách đi dây điện, đấy, chia nguồn như nào cho hợp lý từng phòng một mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người.